Ban sở rất nhiều chị em và cả anh em thường tranh thủ đến phòng tập gym, vừa để có một vóc dáng đẹp, vừa để tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, ít ai biết rằng phòng tập gym cũng có thể là một ổ bệnh. Theo một nghiên cứu gần đây của fitrated.com, là một trang web chuyên cung cấp thông tin về thiết bị tập thể dục phổ biến cho khách hàng tại Mỹ, thì các thiết bị tại phòng gym bẩn hơn suy nghĩ của nhiều người, thậm chí còn bẩn hơn gấp nhiều lần so với nhà vệ sinh công cộng. Theo nghiên cứu này, nhiều loại nấm được phát hiện tại phòng tập gym được người tập mang về nhà và một số thiết bị thậm chí còn bẩn hơn so với bệ xí công cộng. Fitrated.com đã tiến hành thử nghiệm trên 27 loại thiết bị khác nhau tại 3 trung tâm gym trên toàn nước Mỹ. Kết quả cho thấy độ bẩn của xe đạp tại phòng tập gym trung bình cao gấp 39 lần so với khay thức ăn của quán cà phê. Tương tự, số lượng các vi khuẩn có trên máy chạy bộ nhiều gấp 74 lần so với ở vòi nước phòng tắm công cộng. Bẩn nhất là các quả tạ, khi lượng vi khuẩn nhiều gấp 382 lần so với bệ xí công cộng. Thông tin này được đưa ra không phải để mọi người từ từ bỏ tập gym, mà là để khuyến cáo ở một môi trường tập trung quá nhiều người thì chúng ta phải có cách để bảo vệ mình.